Chào mọi người ha. Hôm nay mình chia sẻ trồng cây vú sữa nha anh em. Trồng cây vú sữa với mình nẹp dây tạo dáng lại cây vú sữa nha. Cây vú sữa có hình thú ha. Ông anh ổng mua Bến Tre đem về nha, mình trồng vô bồn và tạo dáng lại cho cây nha anh em. Anh em mình sẽ chia sẻ với anh em có gì góp ý mình ha. Bây giờ mình nẹp nẹp dây lại. Đây. Cái dáng cũng rất đẹp luôn mọi người. Dáng nó hình quái quái như hình thú nha. Chi cành này cũng to rồi. Giờ mình nẹp lại nha, bị cây chở về cũng bầm dập hết rồi mọi người ơi. Với mình thì đa phần thì mình nẹp với nhôm nha, nẹp với bằng băng keo. Còn ở đây là người ta rút dây rút nha. Nè, mọi người thấy rút dây rút không? Rút dây rút nó khuyết cây dữ lắm. Nó khuyết rất là nhiều. Nên giờ mình làm lại. Với dây nhôm nó nuốt cây nhiều quá nha. Nó ăn vô cây nhiều. Cái này thì nó có cái dáng thú cũng lạ mắt mọi người. Đây, nó có cái vết thẹo, thẹo lớn. Đây một cái nữa. Nhưng mà cây lớn thì có cái mút là mình chuẩn bị duỗi đất ra hết nha mọi người, thay chất trồng mới nha. Cái này trển trồng cũng lâu năm rồi, 3 năm ăn lên nha. Tay cành nó cũng lớn, tương đối là đẹp hết mọi người. Giờ mình nẹp dây trở lại thôi. Chất trồng thì cũng như mọi cây khác nha anh em, muỗng dừa, trấu, cát và phân dê ha. Đơn giản thì cũng y như cây mai vàng, cái này cái kia đồ vậy. Mình trồng dùng mỗi một vùng miền khác nhau. Mình ở đây là ở Bến Tre là chỉ trồng muỗng dừa, cát, trấu. Nếu có đất nữa là tốt, ở đây thì dùng đây là đất cát không à, kiếm đất hơi khó ha. Nên có đất thì sao nói bầu mình thêm vô nha. Mình chỉ vậy thôi, trồng vậy thôi nha anh em. Có cái bồ đề đẹp lắm á. Cây vú sữa này có bồ đề đẹp hơn cây kia. Nhưng mà cây bản thì nó dáng thú, cây này thì có bồ đề có duyên hết. Rồi mình trộn giá thể rồi mình khoanh bầu vô là mình bỏ chất trồng vô, mình đặt cây này lại luôn, ngay ngắn đâu đó đàng hoàng luôn nha mọi người. Và mình đang tiến hành để chỉnh sửa cây lại ha. Thì cây mình chuyển về mình phải rút cành, lặt lá bỏ hết nha mọi người, để rút nhựa ra là nó yếu cây nha. Một cặp vú sữa mình đã trồng vừa xong nha anh em, cây này thì còn lắc cành lại nữa nha. Anh có nước nhiều thì tưới nhiều. Anh tưới một cái, mình tưới một cái cả tuần lễ mới tưới nữa anh em. Mình đã vô bồn xong hết hai cây nha anh em. Cây này thì mình lắc cành xong rồi, còn cây đó nữa là mới xong nha. Mình nẹp dây lại hết nha. Tưới đại trên thân cho nước cái đi em. À đúng rồi. Cây vô bồn hết nha mọi người. Cây này cây nghệ thuật nha. Mình nẹp dây lại.
người trước đặt nó chơi rồi, mình sẽ nẹp dây mình làm lại nha mọi người. Cái này nuôi chắc cỡ 3 năm trở lên nha. Cầm cái cốt lớn là nó mà bằng cầm tay mình đó nè. Mạnh lắm, cái vú sữa này mạnh lắm. Mày có nước ngọt à, anh tạm tưới một cây bèo bèo phải 15 cứ đợi cho nó thấm một cái đi rồi ngày mai ngày mốt bữa kia vậy em xử lý thuốc một cái nhớ không, mua chai Win 7 ha, tưới anh thân cái nữa em, tưới anh thân cái nữa, tú đắp trên cái mặt thẹo cây đó luôn tú, còn là cắt một miếng đắp mặt thẹo đó quan trọng đó con, để thôi nó bể cái mặt nè. Ba búa tời mình quấn kín cây hết trơn nha mọi người, tặng cho nó giữ ẩm nha. Đây ba búa tời nè, mình quấn cho kín cây là nó giữ ẩm mùa nắng, mà cây này nó mới bứng mới đem về làm lại nên nó hơi yếu cây, mình quấn cho nó kín cây lại hết nha. Ra cây lá đẹp cây rồi, vì cây này có làm sẵn rồi. Chia sẻ trồng cây vú sữa và tạo dáng cây vú sữa mình đã hoàn thiện xong rồi, anh em xem góp ý cho mình ha. Chào tạm biệt anh em nha, chúc một buổi chiều bên gia đình hạnh phúc nha anh em, chào tạm biệt nha.